điệu múa tự hào phụ nữ Việt Nam do Chi hội Phụ nữ tổ dân phố Quan Nha trình bày. Sau tiết mục tự hào phụ nữ Việt Nam là tiết mục múa dân vũ màu hoa đỏ của câu lạc bộ tổ dân phố Lũng Xuyên. Nối tiếp chương trình, xin kính mời quý vị cùng thưởng thức điệu dân vũ màu hoa đỏ do câu lạc bộ tổ dân phố Lũng Xuyên trình bày. Sau tiết mục màu hoa